Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các cán bộ y bác sĩ và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong tỉnh nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, chăm sóc tốt cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, bố trí nhân lực vật lực để xử lý các tình huống có thể xảy ra dịp Tết Nguyên đán 2023. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đề nghị các y bác sĩ tích cực điều trị để các bệnh nhi sớm bình phục,